chém chết cậu ruột rồi sọc vào đồn công an nhờ bắt ma. Sau khi ra tay sát hại cậu ruột một cách dã man, Hiếu cầm con dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la, chạy được khoảng 500m đến trụ sở công an phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Hiếu sọc thẳng vào bên trong la hét nhờ các anh công an bắt ma hộ. Sáng nay 14 tháng 3, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại số nhà 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Một thanh niên cầm dao chém chết cậu ruột rồi lao ra đường la hét. Theo đó, vào khoảng 23 giờ ngày 13 tháng 3, Trịnh Minh Hiếu sinh năm 1989, trú tại Bùi Thị Tự Nhiên, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu, đến nhà anh BVM sinh năm 1982, trú tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An chơi. Anh M là cậu ruột, em mẹ của Hiếu. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bất ngờ Hiếu đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu người anh M. Vừa chém, Hiếu vừa la hét gọi cậu mình là ma. Theo một số người dân sống gần đấy cho biết, Hiếu có dấu hiệu phê ma túy. Sau khi ra tay sát hại cậu ruột một cách dã man, Hiếu cầm dao chạy ra ngoài đường kêu la, chạy được khoảng 500m đến trụ sở công an phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Hiếu sọc thẳng vào bên trong la hét nhờ các anh công an bắt ma hộ. Ngay sau đó, Hiếu đã bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện lực lượng công an chức năng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án. Lý do khiến hiệu trưởng bỏ mặc cô giáo lúc nước sôi lửa bỏng. Xuyên suốt câu chuyện, cô giáo bị phụ huynh phạt quỳ, một loạt các câu hỏi đặt ra, tại sao hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An lại bỏ mặc cô giáo trong lúc nước sôi lửa bỏng như vậy? Trên nhiều trang báo, bà Nguyễn Thị Bích Tuyền, chi hội trưởng phụ huynh lớp cô Nhung làm chủ nhiệm xác nhận. Chứng kiến sự việc cô giáo bị phạt quỳ từ đầu đến cuối, bà Tuyền chính là người đã rủ ông Võ Hòa Thuận cùng đi đến trường tiểu học Bình Chánh, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để làm cho ra chuyện. Ngày 28 tháng 2, ông Thuận cùng vợ và bà Tuyền đến trường, có mặt ông Phạm Hữu Vốn, chủ tịch hội phụ huynh của trường. Trước sức ép của ông Thuận, cô Nhung quỳ như diễn biến của sự việc. Mấy ngày qua báo chí đã đưa tin. Bà Tuyền cho hay, thầy Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trường, cũng đã nhận lỗi cùng với cô Nhung, nhưng ông Thuận đòi hỏi thái quá, và sau đó ông Sơn đã lấy lý do dự giờ để đi khỏi phòng. Mỗi lớp học đều có những phụ huynh quyền lực. Theo báo Giáo dục Việt Nam, Võ Hòa Thuận là con trai của nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và con rể của đương kim bí thư ấy, nơi anh ta đang sinh hoạt đảng. Tuy nhiên, để có sự việc cô giáo phải quỳ, mấu chốt của vấn đề ai biết là ông Thuận lại có quan hệ bà con xa với thầy hiệu trưởng. Thế nên, khi cô giáo sắp quỳ, thầy hiệu trưởng đã đi ra ngoài với lý do dự giờ. Nếu không phải ông Thuận, chắc chắn thầy hiệu trưởng đã kết thúc sự việc từ sớm, không để diễn biến của vụ việc bị đẩy lên cao hơn. Trước những sức ép, cả về thế và lực như vậy, ông Thuận mới có quyền ra yêu sách, bắt cô Nhung phải quỳ ngay trong lớp học và trước các em học sinh. Cô Nhung đã nêu ý kiến và xin được quỳ ở trong văn phòng. Cũng trên báo Giáo dục Việt Nam đưa tin, đến lúc cô giáo sắp quỳ, thầy hiệu trưởng đã bỏ mặc, dù cô Nhung luôn tìm cách nấn ná và nhìn về phía hiệu trưởng như để cầu cứu. Sau khi thầy hiệu trưởng ra ngoài, ông Thuận mới nói đã đến giờ và cô Nhung buộc phải leo lên ghế để quỳ. Cô giáo phải quỳ theo yêu cầu của vị phụ huynh và quỳ đúng theo tư thế ông ta muốn. Tiến sĩ Trần Thành Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, phản ứng rút lui của lãnh đạo nhà trường trước phụ huynh đã phản ánh rằng ở trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học đều có những phụ huynh quyền lực, có quan hệ và có thể tác động đến các cấp quản lý. Phạt cô giáo quỳ, do sót con thì ế, mà vì sĩ diện bản thân thì nhiều, tiến sĩ Nam nhấn mạnh. Thầy hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, hành động ông Huỳnh Công Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Chánh bỏ ra ngoài, không bảo vệ giáo viên của mình, cũng đáng lên án và cần làm rõ trách nhiệm. Trong việc này, thầy hiệu trưởng chưa giải quyết xong mà thầy hiệu trưởng lại bỏ đi việc khác. Ông là hiệu trưởng, phải là người chịu trách nhiệm về vấn đề này, chứ không phải ai khác. Chính hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc, chứ không đơn giản, chỉ khiển trách. Kỷ luật qua loa đâu, tiến sĩ Lâm nói. Tiến sĩ Lâm chỉ ra, việc giải quyết công việc của nhà trường là của hiệu trưởng, cũng không phải của ai khác. Chứng kiến từ đầu đến cuối mà rồi lại bỏ đi.
giờ dự giờ của ông thì có thể thay đổi được. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế, lại bỏ đi, như vậy là không hoàn thành trách nhiệm của anh rồi. Như vậy, cần phải kỷ luật hiệu trưởng. Vì thiếu trách nhiệm trong việc quản lý nhà trường của họ, tiến sĩ Lâm nêu quan điểm. Hy hữu chuyện con vịt theo chủ như hình với bóng. Sau khi ông Văn bàn với vợ về việc Tết đến sẽ làm thịt chú vịt đang nuôi, con vịt này bỗng dưng đi theo chủ nhà không rời nửa bước. Hơn một tháng qua, người dân thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạch Trì, tỉnh Sóc Trăng thường thấy một con vịt suốt ngày đi theo chủ là ông Sơn Văn, 49 tuổi, ngụ ấp Kinh Ngay 1. Đây là con vịt trống, lông trắng, nặng khoảng 3 kg được ông Văn nuôi nửa năm qua. Ông Văn cho biết 4 tháng trước con rể của ông nông dân này đi làm xa nên gửi con vịt và một số chim cảnh cho cha vợ chăm sóc. Lúc đó con vịt này nặng khoảng nửa kg, hai chân co cóp vì bị nhốt 2 tháng liền. Từ khi được ông Văn thả rong sau vườn, chân vịt này cứng cáp trở lại và lớn nhanh. Gần đến Tết Mậu Tuất, vợ chồng ông Văn là bà Trần Thị Nga bàn với chồng làm thịt con gia cầm. Tôi nói với vợ là vịt to lắm, làm thịt hai người ăn không hết, chờ đến Tết, mấy đứa con đi làm xa về thì làm thịt để mọi người cùng ăn. Không hiểu con vịt nó nghe tôi dọa làm thịt nên sợ hay không, nhưng một ngày sau nó cứ ra nhà trước và đi theo tôi suốt ngày, ông Sơn Văn kể. Thấy vịt cứ quanh quẩn dưới chân, ông Văn nhốt lại thì con vịt kêu la, sau khi thả ra con vịt chạy theo ông Văn lúc nông dân này ra đồng. Những ngày sau đó, ông Văn qua nhà hàng xóm chơi, ra chợ uống cà phê thì con vịt cũng lẹo đẻo theo sau khiến nhiều người thích thú. Ngày nào tôi ra chợ, con vịt cũng đi theo, bà con ở chợ ôm nó lại thì vịt kêu và vỗ cánh dữ dội, họ buông ra thì nó chạy nhanh theo tôi, người đàn ông Khmer chia sẻ. Từ ngày con vịt làm bạn, ông Văn cho vịt vào nhà, nhốt trong lòng cạnh nơi ông ngủ, người chủ còn đốt nhang xua mũi cho con vịt mà ông cho là có duyên từ kiếp trước. Theo ông Văn, ở nông thôn, gà vịt là món ăn thường xuyên, nhưng từ khi con vịt theo ông thì ông nông dân này ngán thịt vịt. Vợ chồng ông thống nhất không làm thịt con vịt này mà tiếp tục nuôi. Một tuần trước, có người đến nhà ông Văn hỏi mua con vịt với giá 10 triệu đồng, nhưng chủ nhân không bán. Bây giờ vợ chồng tôi xem con vịt như người thân trong nhà nên ai mua bao nhiêu cũng không bán. Có một đài truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh điện thoại nhờ tôi mang vịt lên đó để họ quay phim, nhưng tôi từ chối vì dọc đường vịt chết thì tội cho nó, ông Văn nói. Trò chuyện với zin.vn, một chuyên gia nghiên cứu về các loài động vật ở Đồng Nai cho biết gà vịt là vật nuôi gần gũi với con người nên dễ thuần. Đối với con vịt đi theo ông Văn như hình với bóng thì chuyên gia này nói có những con vịt khi thấy người thường cho nó ăn thì nó tưởng là mẹ, vậy là nó cứ đi theo để mong có được thức ăn chứ không kỳ lạ gì. Tình tiết bất ngờ vụ nhặt được 3 cây vàng trong bao lúa. Công nhân làm việc trong nhà máy xay sát gạo nơi phát hiện ra 3 cây vàng, có ý muốn xin 3 chỉ vàng để sắm tủ lạnh cho gia đình. Hôm nay, ông Lê Quang Thắng, chủ nhà máy xay sát gạo ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định, thông tin trong quá trình phát hiện vàng trong bao lúa, một trong số 3 nhân công làm việc tại đây đã nhanh tay xin khoảng 3 chỉ vàng để sắm tủ lạnh cho gia đình. Cũng theo ông Thắng, sau khi gia đình ông giao tin nhặt được vàng, thì chính quyền địa phương đã mời lên làm việc và vận động giao vàng niêm phong. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất phát hiện số vàng trên, mà còn nhiều người khác tại nhà máy của gia đình. Vì vậy, việc giao vàng phải có ý kiến của họ. Ông Thắng vẫn đang loay hoay đi tìm chủ nhân thật sự, sở hữu gần 3 lượng vàng mà gia đình ông phát hiện trong bao lúa trước đó để bàn giao. Gia đình tôi rất muốn nhanh chóng tìm được người đánh mất để trả lại, vì không phải của mình thì không thể lấy dùng được, ông Thắng chia sẻ. Theo ông Thắng, sau khi giao tin để tìm người mất vàng, thì gia đình cũng gặp nhiều phiền toái. Nhiều người không phải là chủ nhân số vàng trên gọi điện, thậm chí có người đến tận nhà để nhận. Trong khi đó, các nhân công làm việc tại gia đình cũng đòi chia tài sản vì họ có công trong việc phát hiện ra vàng. Ông Thắng kể lại rằng, ngày 6 tháng 3, có một người đàn ông tên T cũng đến tìm ông Thắng để liên hệ nhận lại số vàng được cho là của người chị dâu ông vừa qua đời. Tuy nhiên, khi ông đề nghị mô tả lại đặc điểm số vàng
thì ông này nói không chính xác. Số vàng gia đình tôi đang cất giữ rất cũ, nhưng ông Tê lại nói, số vàng trên mới được mua tại hai tiệm vàng ở địa phương. Trong thời gian gần đây, nếu mới mua thì không thể cũ như vậy được, nên tôi không bàn giao, ông Thắng nói. Như báo đã thông tin, khoảng đầu tháng 1 năm 2018, gia đình ông Thắng thu mua lúa về xay sát, trong quá trình đổ lúa ra để chuẩn bị đưa vào máy xay, thì phát hiện gần 3 lượng vàng nằm trong bao lúa và thông báo tìm chủ nhân số vàng trên.